cửa chính đối diện cửa ban công phạm đại kỵ phong thủy. Cửa chính đối diện với cửa ban công tạo thành một đường thẳng xuyên tâm gây bất lợi về tài lộc cho gia chủ. Trong phong thủy nhà ở, cửa chính được coi là một miệng khí hấp thu rất nhiều khí cho ngôi nhà và cũng là vị trí dưỡng khí. Do đó, cửa chính đối diện với cửa ban công là điều vô cùng kiêng kỵ. Trường hợp này được gọi là xuyên tâm, tức sọc tim, là một lỗi cực hung bởi sẽ gây bất lợi cho tài lộc của cả gia đình. Thiết kế như vậy khiến cửa chính và cửa ban công hình thành một khoảng hổng thông suốt nhau. Tài lộc đi vào từ cửa và không hề dừng lại, cứ thế đi thẳng ra ngoài ban công và đi mất. Bởi vậy, đây là điều vô cùng bất lợi cho việc tụ khí sinh tài. Nhìn từ góc độ phong thủy, đây là một kiểu thiết kế nhà cửa rất thất sách, khiến tài vận của gia chủ gặp nhiều lận đận, việc làm ăn thường xuyên gặp vấn đề trục trặc, làm mãi không giàu. Tài lộc vào từ cửa chính rồi cứ thế theo ban công phân tán đi hết. Bên cạnh đó, dân gian còn quan niệm cửa chính đối diện với cửa ban công được ví như người gặp tài hóa nước, tức tài khí nhìn thấy được nhưng không nắm bắt được. Còn xét từ góc độ sinh hoạt hàng ngày trong thực tế, khi cửa chính và ban công cùng nằm trên một đường thẳng cũng sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho người sống trong nhà. Nguyên nhân là bởi ban công thường là nơi khá riêng tư của căn nhà. Mỗi khi mở cửa ra, người ngoài đi vào có thể dễ dàng nhìn thấy hết khung cảnh ở ban công.